Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ Covid-19 online trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, các bước người lao động cần thực hiện để nhận được 3,7 triệu đồng tiền hỗ trợ Covid-19 là như sau. Bước 1. Truy cập vào website www ncovi com dịch vụ công.gov.vn và bấm vào nộp trực tuyến. Bước 2. Đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, người dân cần đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bước 3. Điền thông tin người lao động. Hệ thống đã tự động cập nhật thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cứ công dân, số điện thoại. Tuy nhiên, người lao động phải điền thêm thông tin về mã số bảo hiểm xã hội. Bước 4. Điền thông tin hồ sơ và đính kèm các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu. Bước 5. Điền cơ quan tiếp nhận. Cuối cùng, bấm nộp hồ sơ. Theo quy trình giải quyết hồ sơ được công bố trên cổng dịch vụ công quốc gia, tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ.